Xin chào các bạn đến với Sun Sale và đánh giá. Tình hình là mình vừa nhận được cái bản update của Redmi K60e hiện tại nha, đang chạy trên cái giao diện MIUI 14.0.2 và đây là cái đuôi đằng sau các bạn ạ. Đó, mình cũng muốn trợ bày cho các bạn xem là với cái giao diện mới, cái update mới này thì về cái mặt trải nghiệm gaming nó có mát hơn hay là chơi có tốt hơn so với cái giao diện MIUI 14 trước mình có test không. Hiện tại mình đang có cái phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ trong là 512. Các bạn nhìn lại cái phiên bản MIUI nha. Em này đang chạy có chip Dimensity 8200 với điểm số AnTuTu là 822 điểm. Mình cũng có vừa test tự game đầu tiên là COD thì nhiệt độ nó có giảm được khoảng 1 độ C so với thời điểm gần nhất mình chơi là 1 tháng trước. Bạn nào muốn xem lại có thể xem cái phần gợi ý ở bên tay phải nha. Rồi chúng ta đến với tựa game thứ hai là Genshin Impact, còn 41% pin. Và về cái mức setting đồ họa nha, mình chỉ để mức đồ họa là cao và 60 thôi. Ok, quên mất mình không bảo các bạn, Redmi K60e ở đây mình đã xóa roi xe và đã chuyển sang cái chế độ là performance. Mình nghĩ là với mức đồ họa là cao 60 thì sản phẩm này nó có thể cân tốt hơn nha. Nhưng thực tế thì test để cho các bạn biết là cái giới hạn nó như thế nào. Còn bình thường các bạn chơi thì cũng không cần thiết phải lên cái đồ họa cao như thế này. Để trung bình là ok rồi. Mình cảm giác với Redmi K60e thì nhiệt độ nó nóng nhanh hơn so với một vài sản phẩm khác mình đã từng chơi. Tầm khoảng 2 phút thôi là đã cảm giác gọi là ấm lên cũng nhiều rồi đấy. Thử combo nhá. Kết hợp chiêu thì mình hơi ngu một tí, anh em thông cảm. Ui, FPS thẳng phết nhờ. Vừa khen phát số 49, chán luôn. Trường hợp mà bạn không có xóa roi xe thì sản phẩm này chắc chắn nó sẽ bị lock FPS. Nên là bạn nào thực sự là chơi game nhiều thì nên xóa roi xe đi và lắp cho nó một con sọt lạnh vào. Thực sự luôn, chơi game nó phê rất nhiều nha. Chúng ta tiếp tục xuống đây để giết cái con thổ tà này. Rồi, vào đây. Ui, vẫy đuôi một cái ngỏ ngay. Đây, vào cái khu này FPS rất thẳng anh em, 60 luôn kìa. Tình hình là không ổn anh em ạ. Nếu mà chơi nhiệt độ nó nóng quá thì các bạn có thể thấy FPS sau khoảng phút thứ 13 ở trên cái biểu đồ mình đo nha, là nó sẽ tụt xuống khoảng 43 FPS. Hiện tại thì FPS rất là chán luôn. Nói chung là anh em chơi thì để trung bình 60 thôi, hoặc là thích mở thân nữa thì để thấp 60. Ôi, cũng lag anh em ạ. Thường nếu mà lag nó sẽ xuống khoảng 4 FPS. Còn không thì FPS rất ok nha. Cái khu vực mà mình đánh con rồng to to ấy, FPS đều răm rắp luôn. Mình dừng lại đây, chơi được khoảng gần 20 phút này. Hiện tại còn 31% pin. Nhiệt độ mặt trước loanh quanh khoảng 48 độ C. Nhiệt độ mặt sau cũng khoảng 47,6 này. Khu vực viền cũng khoảng 48 độ anh em. Đây là biểu đồ FPS Genshin Impact ở mức đồ họa cao 60 trên Redmi K60e đã xóa roi xe. Đấy, thời điểm đầu các bạn thấy là có khoảng 2 lần là tình trạng bị giật lắc nhẹ nhàng. Và đây là cái khu vực mà mình đánh con quái to ấy, FPS rất thẳng đúng không? Nhưng đây, từ phút thứ 13 trở đi các bạn thấy FPS nó đã gặp phải rất là nhiều. FPS trung bình 56,8. Rồi, đã test xong hiệu năng trên Redmi K60e với cái phiên bản MIUI 14 và update gần nhất thì các bạn cảm thấy sao? Đầu tiên về cái khoảng nhiệt độ là mình thấy có mát hơn rồi nha.
Cái phần thứ hai về cái mặt trải nghiệm gaming thì mình thấy nếu mà các bạn có chơi Genshin như mình đã bảo trong quá trình chơi rồi thì nên đến mức đồ họa là trung bình 60 hoặc là gắn thêm sò lạnh vào, và đặc biệt này nó nóng nhất là cái khu vực khung viền này các bạn ạ. Mặc dù là có chip nằm đây đúng không, nhưng mà cái khung viền này nó nóng hơn nha, nên là các bạn lưu ý cho mình một chút thì cảm giác chơi sẽ hơi khó chịu một tí. Thì các bạn cảm thấy sao về hiệu năng treo Redmi K60e với cái phiên bản MIUI mới nhất mình vừa cập nhật? Đừng quên để lại comment bên dưới, và mức giá Redmi K60e rẻ nhất mình sẽ để đường link ở phần mô tả và bình luận game. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.